Ngay sau đây sẽ là chuyên mục mỗi tuần một địa chỉ. Khoảng 65 số người trong khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là những người trẻ với độ tuổi dưới 35. Giới trẻ luôn đổi mới, sáng tạo và khao khát được đóng góp ý kiến cũng như sức lực của mình để cải thiện cuộc sống của bản thân và cộng đồng. Tin tưởng vào tầm quan trọng của tuổi trẻ, có rất nhiều chương trình hỗ trợ phát triển năng lực và phẩm chất cho các bạn trẻ đã được tổ chức. Nhưng có một chương trình mang tầm vóc lớn, đặt các bạn trẻ ở vị trí cao hơn để khai thác những thế mạnh mới, những giác độ tư duy mới trong con người các bạn và chứng minh rằng tuổi trẻ có thể và sẽ là tương lai của Việt Nam và Đông Nam Á. Đó là chương trình dành cho nhà lãnh đạo trẻ Wisely do Phái đoàn Ngoại giao Mỹ phối hợp với chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cùng nhiều đơn vị khác đồng tổ chức. Và đó cũng là địa chỉ giáo dục mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong ngày hôm nay. Năm 2013, trong chuyến thăm đến Indonesia, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á Wisely hướng tới các thủ lĩnh trẻ trong độ tuổi 18 đến 25 đến từ các nước ASEAN. Ông đưa ra làm sao mà các bạn trẻ của ASEAN tức là có cái sự kết nối với nhau và có cái sự hiểu biết nhau lớn hơn với Hoa Kỳ và với thế giới. Và ở cái chương trình này tức là mục tiêu rất là đơn giản, tức là cuối cùng ấy, tức là khi mà chúng ta nói đến hội nhập, nói đến quốc tế, nói đến quốc gia, tất cả mọi thứ, nhưng mà mỗi cá nhân lại là rất là quan trọng. Và chính vì vậy chương trình, cái mục tiêu quan trọng nhất của chương trình này là cung cấp các thông tin, cung cấp các kiến thức nền tảng và tạo một cái môi trường truyền cảm hứng để các bạn trẻ ở khắp mọi nơi trên Việt Nam tiếng Anh rất là giỏi, học hành rất là giỏi, cái tiêu chí nói chung là các bạn là thuộc cái diện mà coi như là trong những người coi như là tài năng của Việt Nam, để mà hình dung về cái con đường nghề nghiệp, cái vị trí của mình trong tương lai, đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặt trong cái bối cảnh của kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ đã phối hợp chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và Viện Chính sách Công đã lần đầu tiên tổ chức Wisely tại Việt Nam. Trọng tâm của chương trình là hội nhập AEC và chuẩn bị tâm thế, năng lực cho các bạn trẻ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Năm nay là năm cái cộng đồng kinh tế ASEAN, nói chung là được chính thức thành lập hay là chính thức có hiệu lực. Và phải nói thực rằng cái thông tin về cái vấn đề này nó rất còn rất mơ hồ với rất nhiều người và đặc biệt là các bạn trẻ. Nếu mà chúng ta mà không nắm bắt được các xu hướng, không bắt nhắm bắt được cái dòng chảy của thời đại ấy, thì là khó mà coi như là gọi là đi được cái đoàn tàu để dẫn tới cái tương lai, tới thịnh vượng. 160 học viên Wisely đã tham gia khóa học một tuần, diễn ra trong hai đợt. Đợt 1 từ 3 đến ngày 7 tháng 8, đợt 2 từ 10 đến ngày 14 tháng 8. Trong chương trình, các học viên được truyền thụ những kiến thức từ các giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước về những vấn đề quan trọng của kinh tế Việt Nam và khu vực cũng như những kỹ năng cần trang bị. Chúng tôi được cải thiện cái kiến thức của mình về các cái nước ASEAN trong khu vực và chúng tôi có một cái nhìn nhận là chúng tôi là đã có thể là cải thiện những cái năng lực gì của mình để có thể phát triển hơn cái cộng đồng kinh tế ASEAN của mình. Mỗi lần tiếp cận một vấn đề thì nhìn cái vấn đề đó từ nhiều cái góc nhìn khác nhau là một điều rất quan trọng. Chúng tôi học được điều này thông qua những cái chương trình như là đóng vai những cái quốc gia trong một cái vòng đàm phán về hội nhập kinh tế quốc tế, để thấy được rằng là mỗi quốc gia đều có một cái sự ích kỷ cá nhân ở trong đó, nhưng mà làm sao để mà tất cả các quốc gia cùng ngồi trên một vòng đàm phán và có thể tìm được một cái điểm gì đó chung để cùng tiến đến một cái điều lợi ích chung mà nó sẽ lớn hơn là cái chuyện mà khư khư giữ lấy lợi ích cho riêng mình. Wisely còn tổ chức các buổi tham quan các tập đoàn đa quốc gia và trung tâm Hoa Kỳ đặt tại Tổng lãnh sự quán Mỹ. Quan trọng, các học viên còn có dịp gặp gỡ những nhân vật lớn. Đó là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhân chuyến thăm của ông tại Hà Nội. Ông đã có lời đánh giá cao học viên Wisely cũng như dự án Đại học Fulbright tại Việt Nam. Đó là Phó Chánh án Tòa án Tối cao của Mỹ, bà Ruth Bader Ginsburg. Riêng tại buổi gặp gỡ bà Ginsburg, các học viên nói nhiều về các vấn đề giáo dục và những mong mỏi của các bạn nhằm được đóng góp vào tiến trình cải cách giáo dục Việt Nam. Bà đã nhắn gửi các học viên nhiều lời khuyên sâu sắc và giá trị. Các bạn rất có năng lực về trí óc. Nếu các bạn muốn có sự thay đổi, trước hết các bạn phải nói lên điều đó và nỗ lực thay đổi bằng chính sức mình. Các diễn giả tham gia chương trình là những giáo sư, tiến sĩ đến từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Chung một tôn chỉ là rèn luyện và trang bị nền tảng cho tuổi trẻ Việt Nam để hội nhập. Giáo sư tiến sĩ Paul Crow, chuyên gia về khoa học thần kinh ứng dụng trong tổ chức và phát triển cá nhân đến từ Đại học Monash Thụy Sĩ, cũng đã khẳng định tuổi trẻ Việt Nam có tài năng, có tham vọng, cả
cái mà các bạn cần phải là trau dồi kỹ năng, tâm thế hội nhập và lòng tự hào. Các bạn có nhiều tham vọng, vấn đề làm sao biến những tham vọng đó thành hiện thực. Mặt khác, tôi không chắc các bạn biết mình sẽ làm gì để thế giới biết đến Việt Nam. Người Mỹ họ biết sẽ trở thành một người Mỹ như thế nào, người Anh cũng thế. Còn các bạn trẻ người Việt Nam, các bạn phải học, phải biết về nhiều thứ hơn nữa, đặc biệt là khi TPP, AEC đang đến gần. Khóa học chỉ kéo dài trong 5 ngày, nhưng đã giúp các bạn rõ ràng hơn về thế giới mà các bạn đang sống và con đường mà các bạn sẽ đi. Thực sự thì khi tham gia Wesley này thì lúc đầu mình hơi bối rối, bởi vì sao? Vì chương trình này là nói về chính sách công, nhưng khi tham dự vào mình thấy thực tế là chính sách công là rất gắn với lại cuộc sống hàng ngày của mình. Và mình ấn tượng nhất là vào đây các bạn thật sự là young leader, các bạn là những người rất là tài năng, và nói chung là mình tham dự vào cái chương trình này mình đã học hỏi rất là nhiều điều. Những học viên Wesley này là những anh tài trẻ tuổi đã được tuyển chọn với mong muốn hướng các bạn trở thành những thủ lĩnh tương lai, góp sức mình cho xã hội. Chương trình học kỳ hè Wesley giúp các bạn tự suy nghĩ, tự tư duy, biết trăn trở và kiếm tìm, sao cho mỗi cá nhân đều đạt được mục tiêu của mình và mục tiêu đó tốt cho toàn xã hội. Trong một cái thế giới mà đang thay đổi nhiều như thế này thì tôi mong muốn là Việt Nam là một nước năng động và chủ động. Tôi muốn Việt Nam trở thành tâm điểm của khu vực và thế giới. Tôi muốn Việt Nam là một đất nước hòa bình. Khi các bạn tới Việt Nam, các bạn sẽ được nhận những cái dịch vụ tốt nhất mà Việt Nam cung cấp. Tôi muốn là Việt Nam ấy sau này sẽ có thể là phát triển hơn nữa để có thể cạnh tranh với những các nước trong khu vực. Tôi muốn Việt Nam trở thành cường quốc. Vừa rồi là một địa chỉ ấn tượng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về cơ hội học tập khối ngành kỹ thuật. Chúng tôi muốn là duy trì các đối tác tốt, nhưng mà ở một mức quy mô vừa phải để đảm bảo đào tạo có chất lượng cao.